Ngọc cùng với Tam Triều Dân. Ngày hôm nay thì Dân đang check in tại trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU. Ở SIU thì có rất là nhiều điểm nổi bật, và một trong số điểm đó là năm nay ở trường Đại học SIU đã có một chương trình rất mới, đó là chương trình Hướng Nghiệp Sớm. Và chương trình này sẽ giúp cho tất cả các bạn sinh viên được tiếp cận với những kiến thức chuyên ngành ngay từ năm đầu tiên đó nha. Nghe thôi là thể thấy hấp dẫn rồi đúng không? Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy theo chân Dân và cùng khám phá trường học ngày hôm nay nha. Get go. Mọi người ơi, chào mừng mọi người đến với một không gian rất là biệt thự và cây xanh. Dự là ngày hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt với Tam Triều Dân nha mọi người. Đây là Tiếng Anh, sinh viên năm 3 chuyên ngành Marketing của trường Đại học SIU. Và ngày hôm nay, Tam Triều Dân và Tiếng Anh sẽ cùng tham quan AI Lab. Và điểm tham quan đầu tiên của chúng ta sẽ là AI Lab. Thì AI Lab không chỉ là nơi nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo hay là nơi các bạn lắp ráp robot, mà đây chính là nơi sinh hoạt của các bạn thuộc sinh viên câu lạc bộ AI. Thì ở đây các bạn sẽ chủ yếu mục đích là các bạn tới đây để chia sẻ với nhau về các kỹ năng cũng như kinh nghiệm trong các khóa học hay là các môn chuyên ngành của các bạn, như là kỹ thuật phần mềm, Big Data. Và ngoài ra thì một ngành cũng đang hot trên thị trường đó là ngành trí tuệ nhân tạo. Và chị có thể nhìn đây, đây sẽ là các thiết bị cũng như là các robocon mà do các bạn sinh viên của câu lạc bộ AI lắp đặt. Hay quá. Vậy bây giờ chắc là cho chị đi ngắm nghía một vòng nhé. Dạ vâng, chị có thể ngắm nghía. Và ngoài ra thì có các bạn đang sinh viên cũng đang thực hiện lắp đặt robocon ở đây luôn. Ok, vậy thì chân chào với mọi người tiếp hết. Thì đây là sản phẩm của câu lạc bộ trí tuệ nhân tạo. Hiện tại thì trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU đang thực hiện một cái chương trình gọi là chương trình hướng nghiệp sớm. Qua đó tạo điều kiện cho sinh viên có ngay việc làm theo đúng chuyên ngành của mình khi đã kết thúc năm 2 với một mức thu nhập tốt. Wow, nghe thôi là đã thấy rất là hấp dẫn rồi đúng không mọi người? Ngoài những ngành nghề mà Long vừa kể ra thì ở SIU còn có những cái ngành nghề rất là hot mà được các bậc phụ huynh cũng rất là quan tâm nữa. Đó là những ngành như là kinh doanh và luật, ngoại ngữ và tâm lý học. Còn bây giờ thì sẽ không mọi người chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng đi địa điểm tiếp theo nhé. Giờ em sẽ dẫn chị đi tham quan một nơi vô cùng đặc biệt tại AU, đó chính là phòng tham vấn tâm lý hướng nghiệp của trường. Thì nghe rất là hay đúng không? Dạ vâng, thì giờ em sẽ mời cô Cẩm Giang ra và sẽ giới thiệu cho chị chi tiết hơn về điều đặc biệt của phòng này nhé. Ok. Chào cô. Lúc nãy thì Tiếng Anh vừa mới giới thiệu cho em về cái căn phòng này, thì bây giờ rất là may mắn khi mà được gặp cô. Không biết là cô Giang có thể chia sẻ cho em về cái chức năng của cái căn phòng này tại trường Đại học SIU là gì được không ạ? Tại SIU thì phòng tham vấn tâm lý là nơi để chia sẻ các cái vấn đề của các sinh viên tại trường, tất cả các ngành luôn. Ví dụ em gặp khó khăn về học tập, trong các mối quan hệ, trong giao tiếp hoặc trong gia đình, trong việc đi làm thêm, trong định hướng nghề nghiệp, thì các em cứ đến đây, luôn luôn có các thầy cô, các chuyên gia tâm lý ở đây sẵn sàng chia sẻ cùng các em. Đồng thời đây cũng là một cái phòng thực hành của ngành tâm lý học của trường SIU. Wow, cảm ơn cô rất là nhiều. Xin cảm ơn tất cả các bạn ha. Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hiện tại Tiến Anh và chị Dân đang có mặt tại nhà hàng đạt chuẩn 5 sao tên là Trail Robuchan Restaurant. Và các bạn có thể sang bên trái đây của mọi người thì mọi người sẽ thấy đây là sinh viên của ngành nhà hàng khách sạn đang thực hiện nhiệm vụ bếp và nhiệm vụ nấu ăn. Và mọi người hãy cùng Tiến Anh và chị Dân sẽ tham quan hết khu vực của nhà hàng nhé.
Mọi người ơi, vào những cái giờ mà giải lao á, khi mà bước vào trong cái sảnh của SIU thì Dân luôn được nghe những cái âm thanh du dương như này. Nó rất là dễ chịu và thật sự rất là tuyệt vời. Với câu là bộ bóng rổ thì chúng ta sẽ đi gặp Hồng Huy, sinh viên năm 2 của ngành thương mại quốc tế. Hello. Em là Huy, em đang là sinh viên của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Bây giờ em sẽ dẫn chị đi tham quan những câu lạc bộ của trường. Ok. Wow. Huy ơi, theo như những gì mà chị tìm hiểu thì đây có phải là nhà hát Duyên Học đúng không? Đúng rồi chị. À, và những cái tìm hiểu của chị thì bao gồm trong đó nó có là đây là cái nơi thường xuyên tổ chức những cái sự kiện lớn nhỏ của trường em, đúng không? Đúng rồi. Thì nơi đây không chỉ là cái nơi mà tổ chức những cái sự kiện lớn nhỏ của trường mà nó còn là nơi mà của các câu lạc bộ lưu tới để luyện tập và sinh hoạt ở đây. Thì như hôm nay đi, hôm nay là có câu lạc bộ tiếng Anh của trường đang sinh hoạt ở đây để tập luyện cho cái buổi trình diễn sắp tới của trường. Câu lạc bộ tiếng Anh. Nhưng mà sao lại nhảy nhờ? Dạ tại vì sinh viên của SIU các bạn không chỉ giỏi về học thuật mà các bạn còn giỏi về nghệ thuật nữa. Nghe là thấy muốn xem các bạn sẽ làm gì. Ví dụ như bây giờ chị offer là mình tìm một cái chỗ nào đó đẹp đi, ví dụ như là hát 5 hát 6 gì đó giữa giữa center để mình coi các bạn nhảy được không? Dạ được chứ ạ. Ok. Thời chia tay với lại nhà hát Duyên Hồng thì nơi mà Dân đang đứng đây chính là một cái căn phòng rất là hiện đại, thoáng mát và đặc biệt là có một cái view nhìn rất là xa rộng mọi người. Và nơi đây đang có một câu lạc bộ. Đó là Siêu Star Club. Thì em chia sẻ thêm một chút thông tin đi là cái câu lạc bộ này sẽ làm những gì? Đối với cái câu lạc bộ này của trường em thì các bạn sẽ có những cái ý tưởng kinh doanh, có những cái ý tưởng khởi nghiệp thì các bạn sẽ tới đây để mình lên những cái ý tưởng đó. Sau khi mà mình hoàn tất ý tưởng rồi thì mình sẽ gửi đến nhà trường sẽ hỗ trợ cho mình về cái mặt kinh phí để mình thực hiện cái ý tưởng đó. Trời ơi, rất đơn giản, nghĩa là coi như là thực hiện hóa ước mơ. Dạ đúng rồi. Biến ước mơ thành sự thật. Dạ đúng. Tuyệt vời mọi người, nói gì nữa, đây là những mầm non tương lai mọi người, nhân tài của đất nước mọi người ơi. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái buổi sinh hoạt khá là thú vị. Đó là chúng ta sẽ có một hoạt động mới, một hoạt động mà từ trước đến giờ chúng ta chưa có, một hoạt động thực tế và các bạn sẽ được trải nghiệm kinh doanh. Nhóm nào đạt được lợi nhuận cao nhất chúng ta sẽ được miễn thuế. Có nghĩa là các bạn sẽ giữ lại 100% cái lợi nhuận của các bạn. Bên cạnh đó thì còn có câu lạc bộ kinh tế SIU bên phần kia kìa. Đi thôi. Mọi người, hiện tại thì Dân đang có mặt và tham gia một buổi sinh hoạt cùng với lại các bạn sinh viên của câu lạc bộ kinh tế. Ở đây thì các bạn sẽ được học được những kỹ năng mềm và thông qua những trò chơi thì các bạn sẽ tăng thêm tính gắn kết và cũng như là tính đồng đội. Còn bây giờ, xin mời bên đây một tí nè. Rồi. Mọi người ơi, ở SIU thì không chỉ có những cái câu lạc bộ về học thuật đâu nha, mà còn rất là sôi nổi về những cái câu lạc bộ về thể thao này, đúng không em? Hiện tại thì Dân đang có mặt ở sân bóng rổ và đây cũng là nơi mà câu lạc bộ bóng rổ đang chơi ở đây. Dạ đúng rồi, nhưng mà ngoài ra trường em còn có những cái câu lạc bộ khác nó liên quan về thể thao giống như là bóng đá nè, bóng chuyền nè, bơi lội nè, vân vân. Wow.
Bởi vì tại SIU á, họ không chỉ chú trọng vào chất lượng như vậy mà họ còn chú trọng vào cái những hoạt động dành cho sinh viên nữa. Yeah, chị nghĩ đó cũng là một điều làm nên một cái môi trường quốc tế rất là năng động. Còn bây giờ thì vì sao mà tôi ở đây mọi người, là bởi vì hồi nãy thằng em của tôi á, nó nói với tôi rất là ghê. Nó nói là nó có những cái skill về bóng rổ này nọ, cho nên là tôi quyết định tập ngang để xem nó biểu diễn như thế nào. Vậy là số khám phá trường học lần này sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Ngày hôm nay thì Dân rất là vui khi có mặt ở SAU. Và nếu như để chọn một cái điểm mà Dân thích nhất ở trường đại học SAU thì chắc chắn là Dân sẽ chọn chương trình hướng nghiệp sớm, bởi vì Dân nghĩ đây là một chương trình sẽ rất có lợi cho tất cả các bạn sinh viên. Như thường lệ thôi thì mọi thông tin chi tiết về trường và cũng như về chương trình giảng dạy thì các bạn có thể click vào cái đường link dưới đây. Và đây không phải là lần đầu tiên mà Dân có mặt ở SAU và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng. Vậy cho nên là sẽ hẹn gặp lại trường đại học SAU vào một ngày sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở chương trình khám phá trường học tại số sau. Bye bye.